Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2018 thì hiện tại chúng tôi đang lắp đặt một bộ sập thờ trên 16 nhà bác Chính Hiền tại khu 1 xã Đồng Lĩnh, huyện Thanh Ba. Đây, tôi vừa lắp đặt xong hoàn thiện bộ sập thờ này cho bác Chính Hiền. Đây, bây giờ tôi sẽ quay được một video làm kỷ niệm cho gia đình nhà bác bá. Bộ sập thờ tứ linh hoàn toàn 100% bằng gỗ mít và một bộ đài nến hai hạt. Đây, tôi sẽ quay chi tiết qua cho mọi người cùng tham khảo. Mà ai có nhu cầu muốn sở hữu một bộ sập thờ này thì có liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc truy cập website dogotumtam.com. Rất cảm ơn gia đình bác bá đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Đây. Chúc gia đình bác bá là làm ăn phát tài phát lộc với bộ đồ thờ này nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Không đi qua sân bay nữa. Nếu như đường đi qua sân bay xa quá. Bởi vì đường đi qua sân bay đi hết cả bằng.